Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 11, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội đại đoàn kết tại đình làng Triều Sơn Tây, phường An Hòa, thành phố Huế. Sở Y tế phát động tuần lễ chuyển dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trải nghiệm di sản văn hóa, lịch sử tại địa phương cho học sinh. Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 1, phường An Hòa, thành phố Huế. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố Huế cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương. Tổ dân phố 1 được thành lập trên cơ sở địa giới hành chính của làng Triều Sơn Tây có bề dày trên 250 năm. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, nhất là vai trò gắn kết của Ban công tác Mặt trận, cán bộ và bà con trong tổ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nổi bật là giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trong tổ đã giảm xuống dưới 1%. Nhờ làm tổ cuộc vận động nguồn quỹ ngày vì người nghèo và huy động nguồn xã hội hóa, hàng năm có thêm nhiều gia đình có nhà tạm được hỗ trợ sửa chữa hay xây dựng mới, hay nhiều công trình phúc lợi được đầu tư. Từ đó đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định. Bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả địa phương đạt được, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, sức mạnh đại đoàn kết chính là nguồn gốc để thực hiện thành công mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở tổ dân phố 1, phường An Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Truyền thống đó đã được chứng minh qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với biết bao lần đánh đuổi giặc ngoại xâm và những thành tựu trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước hôm nay, mà gần đây nhất chính là cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cho rằng đoàn kết là tài sản vô cùng quý báu của dân tộc và mọi thế hệ người Việt Nam đều có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp, trao truyền cho thế hệ mai sau. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng bà con nhân dân tổ dân phố 1 sẽ tiếp tục tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, gìn giữ tình làng nghĩa xóm, để mỗi người dân được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trên mảnh đất quê hương mình. Bên cạnh đó cũng cần gìn giữ những giá trị bản sắc của một ngôi làng truyền thống vốn đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi Thừa Thiên Huế đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương với giá trị di sản cố đô, với bản sắc văn hóa Huế. Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng tỉnh Thừa Thiên Huế 20 ngôi nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ vì người nghèo trung ương. Nhiều phần quà ý nghĩa cũng được lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế và Ủy ban Mặt trận các cấp trao tặng, chia sẻ, đồng viên với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó. Cùng trong sáng nay, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đến thăm hỏi tặng quà cho gia đình ông Lê Văn Dây và Hồ Văn Cử. Đây là những hộ dân trước đây sinh sống ở khu vực Thường Thành đã được di dời đến khu tái định cư Hương Sơ theo dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimet tổ chức lễ khởi công khu công nghiệp Gilimet tại Thừa Thiên Huế. Đây là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Dự lễ khởi công về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu. Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Khu công nghiệp Gilimet có quy mô khoảng 461 ha thuộc khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, do công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimet làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng. Khu công nghiệp Gilimet được chia làm hai phân khu A và B. Đến nay, phân khu A đã san lấp mặt bằng được 50% và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật là 10%, dự kiến hoàn tất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thử cấp trong quý 4 năm 2022. Khu công nghiệp này hướng đến thu hút các nhà đầu tư với những ngành nghề lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường như sản xuất sản phẩm điện, điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô, phương tiện và thiết bị vận tải, sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.
Tại lễ khởi công, công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimet đã trao biên bản ghi nhớ cho 6 nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp Gilimet. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 khu công nghiệp với quy mô diện tích 2.400 ha, trong đó khu công nghiệp Phú Bài có diện tích 744 ha. Hiện nay, khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1, 2 đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp với tỷ lệ lấp đầy 96%, giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Cùng với các khu công nghiệp, dự án khu công nghiệp Gilimet thuộc khu công nghiệp Phú Bài khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển vùng công nghiệp phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong giai đoạn tới và giải quyết nhu cầu việc làm tại địa phương. Để triển khai hoàn thành dự án đúng kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị sau lễ khởi công, chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, cảnh quan, môi trường công trình, khu vực và cộng đồng bị tác động bởi dự án, xây dựng chương trình thu hút đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Sáng nay, Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023. Dự lễ khai giảng có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các thành viên đơn vị trực thuộc Đại học Huế. Năm học 2022-2023, Đại học Huế đón nhận 11.680 tân sinh viên nhập học vào các trường học thành viên, trường, khoa, phân hiệu trực thuộc. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm học mới này, Đại học Huế tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nguồn lực thực hiện đề án phát triển Đại học Huế trở thành đại học quốc gia theo nghị quyết số 54 NQTVK của Bộ Chính trị và nghị quyết số 83 NQCP của Chính phủ. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những đóng góp của Đại học Huế đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, trên bước đường xây dựng Huế trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực thì không thể thiếu sự nỗ lực cố gắng của Đại học Huế. Để làm được điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đại học Huế tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học và chuyển giao công nghệ theo hướng tạo ra công nghệ nguồn và phát triển nền tảng tri thức số, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Dịp này, Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen và phần thưởng tuyên dương thủ khoa toàn Đại học Huế, thủ khoa các trường học thành viên, trường, khoa trực thuộc, sinh viên có kết quả năm học 2021-2022 cao nhất trường, sinh viên nước ngoài có kết quả học tập cao nhất năm học 2021-2022, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Sáng nay 11 tháng 11, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua cùng Bắc Trung Bộ năm 2022 đã diễn ra tại thành phố Huế. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương, đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hội nghị là dịp để Liên minh Hợp tác xã các tỉnh trong khu vực sẽ có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt, mô hình, điển hình tiêu biểu trong quá trình tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã và của các địa phương nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ. Từ đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, toàn cụm có 4.207 hợp tác xã, tăng 150 hợp tác xã so với cuối năm 2021. Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, tích cực tuyên truyền giới thiệu mô hình hợp tác xã kiểu mới có hiệu quả, tăng cường mối liên kết giữa hợp tác xã với thành viên, hợp tác xã với hợp tác xã với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, chương trình OCOP. Sáng nay, Sở Y tế tổ chức lễ phát động tuần lễ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại khu công nghiệp Phú Bài với mục tiêu gia tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trên toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiêm hơn 2,8 triệu liều vaccine COVID-19. Trên 98% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 63% và tỷ lệ mũi nhắc lại lần 2 đạt 78,5%. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại đạt 49,9%. Đối với trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 cho lần lượt đạt 79,7% và 51,5%. Góp phần quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh, ngăn ngừa tình trạng bệnh chuyển biến nặng, nhập viện và tử vong, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở Y tế Trần Kim Hảo nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn tỉnh. Số ca mắc COVID-19 giảm mạnh, tỷ lệ ca mắc nặng và tử vong thấp, dẫn đến tình trạng nhiều người chủ quan xem thường việc tiêm vaccine phòng COVID-19 các mũi nhắc lại. Việc trì hoãn tiêm mũi nhắc lại trong khi kháng thể sẽ giảm dần theo thời gian, dẫn đến nguy cơ mắc COVID-19 hoặc tái nhiễm, thậm chí có nguy cơ cao nếu xuất hiện biến chủng mới có độc lực cao, gây các triệu chứng nặng và có thể tử vong. Lễ phát động hướng tới mục tiêu gia tăng tỷ lệ bao phủ vaccine nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trên toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, công nhân, người lao động ở khu công nghiệp. Tại trường Trung học cơ sở Phú Bài, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, thu hút đông đảo học sinh cả cấp cả ngành tham dự. Ngoài tăng cường truyền thông, vận động người dân đi tiêm chủng, lực lượng hữu quan tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng tại từng xã, phường, nhất là các địa bàn còn nhiều đối tượng chưa tiêm mũi 3 và 4. Tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng và cơ sở khám chữa bệnh cho các đối tượng nguy cơ cao. Tra soát đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng nhưng chưa được tiêm để tuyên truyền, vận động tham gia tiêm chủng đầy đủ. Trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 11, Tổ 8, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Lê Thị Thu Hương, tỉnh ủy viên, phó ban tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri huyện Nam Đông nhằm chuẩn bị trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nam Đông vui mừng trước những kết quả đạt được về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề đạt một số tâm tư nguyện vọng mong muốn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm có ý kiến tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới, như giải quyết chế độ chính sách người có công, chế độ thanh niên xung phong, việc đền bù hỗ trợ giải quyết cho nhân dân bị ảnh hưởng trong lòng hồ Tà Trạch, mở đường giao thông và đường sản xuất ở một số địa phương, giao đất giao rừng cho dân quản lý, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo rừng tái sinh, tìm đầu ra ổn định cho cam Nam Đông. Sau khi nghe cả ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện tổ 8, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đông, lãnh đạo các địa phương đã trao đổi, trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết, đồng thời có các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh. Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp báo cáo để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và bầu các chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11 đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Hải Thành, Cương Giáng, xã Quảng Công. Đặc biệt tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã được nghe báo cáo thẩm tra đề án đề nghị công nhận mới đô thị Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5. Các đại biểu tập trung thảo luận và đi đến thống nhất đề nghị cơ quan chức năng làm thủ tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đô thị Thanh Hà đạt đô thị loại 5. Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Với kinh phí đầu tư gần 66 tỷ đồng, sẽ có nhiều hạng mục nằm trong di tích Văn Miếu hay còn gọi là Văn Thánh, một trong những công trình tiêu biểu trong quần thể di tích cố đô Huế, sẽ được tu bổ, tôn tạo sau một thời gian dài hư hỏng xuống cấp. Dự án tu bổ này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 khóa 8. Theo đó, sẽ có rất nhiều hạng mục nằm trong công trình được tu bổ, tôn tạo, phục hồi như Điền Chính, Sơn Miếu, Đại Thành Môn, Kim Thanh Môn, Ngọc Chẩn Môn, Văn Miếu Môn. Tùy thuộc vào hiện trạng, các hạng mục sẽ được tu bổ phục hồi từ phần gỗ, nền, lát đá, lợp ngói, lắp đặt hệ thống nội thất, phòng cháy chữa cháy. Nằm trên địa bàn phường Hương Hồ, thành phố Huế, di tích Văn Miếu là nơi thờ tự các bậc tiên thánh, tiên hiền nho học và các bậc hiền tài của đất nước. Do những lý do khác nhau, từ nhiều năm nay, công trình bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Cả công trình gỗ, bao gồm Ngô Điền Chính, chỉ còn lại nền móng. Việc đầu tư tu bổ phục hồi di tích Văn Miếu là rất cần thiết nhằm tưởng nhớ đến những danh nhân đã góp phần xây dựng đất nước giữa triều Nguyễn, đồng thời góp phần tôn vinh, cổ vũ tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Thừa Thiên Huế nói riêng. Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, đặc biệt là ý thức gìn giữ văn hóa, bản sắc con người Huế, ngành giáo dục và đào tạo đang đẩy mạnh cả hoạt động giáo dục trải nghiệm di sản văn hóa lịch sử tại địa phương. Bằng cách tiếp cận thực tế, những kiến thức về văn hóa lịch sử đã được các em học sinh thu nạp một cách rất tự nhiên, từ đó hiểu hơn những giá trị di sản truyền thống của quê hương, đất nước. Hào hứng, thích thú là cảm xúc chung của các em học sinh trường tiểu học Thuận Thành khi được tham quan, khám phá Đại Nội Huế. Với phương châm học mà chơi, chơi mà học,
những chuyến tham quan di sản Huế ngày càng được nhà trường, phụ huynh chú trọng nhằm tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống lịch sử cho các em học sinh. Em học được về lịch sử, biết nhiều về, biết nhiều hơn về các thời vua chúa, phong kiến, biết thêm về, được biết thêm về lễ đổi gác. Thông qua lịch sử thì em biết ở đây có rất nhiều đồ di sản đẹp, biết được nhiều vua và xem tham quan được cố đô Huế. Dạ, em rất mong được trải nghiệm tiếp để hiểu biết thêm nhiều hơn. Tính đến đầu tháng 11 năm 2022, đã có hơn 30.200 lượt học sinh tham quan cảng di sản Huế. Qua đó, cung cấp cho các em thêm nhiều kiến thức liên quan đến quần thể di tích cố đô Huế, về lịch sử các vị vua Triều Nguyễn. Việc đưa chương trình giáo dục di sản văn hóa vào trường học cũng giúp học sinh hiểu rõ hơn lịch sử địa phương mình, trân trọng vốn di sản quý giá của cha ông để lại. Em đã học hỏi được rất là nhiều điều về một giai đoạn lịch sử. Và em cũng mong rằng em và các bạn có thể giữ gìn và giới thiệu cho các bạn bè trong nước và quốc tế. Chúng tôi cũng mong muốn là mình làm một chương trình giáo dục di sản với đúng nghĩa của nó. Và với cái lợi thế của Huế, của Thừa Thiên Huế là cái quần thể di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nó rất lớn. Tức là các nơi khác là bảo các ông là ông giống như làm kiểu những có điều kiện, nhà có điều kiện. Thì bây giờ mình muốn làm ở một cái mức nó tính hệ thống và nó sâu sắc và nó trực quan. Đấy. Thì trước hết là mình cái tháng vừa rồi mặc dù điều kiện thời tiết thế nhưng chúng tôi cũng phối hợp với phòng giáo dục để tổ chức hàng chục cái khóa để đi vào giới thiệu di sản và trực tiếp cho các em trải nghiệm những kiến thức lịch sử, những dòng sự kiện, nhân vật lịch sử sẽ trở nên dễ nhớ, dễ hiểu hơn khi học sinh được trải nghiệm thực tế. Để từ đó các em biết trân trọng những giá trị truyền thống, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa một cách hiệu quả, thiết thực hơn. Cùng với chương trình này, thì ngành giáo dục và đào tạo thành phố Huế đang liên kết với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm, góp phần hình thành và hoàn thiện nhân cách, đời sống văn hóa văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện mô hình trường học gần với di sản văn hóa, chỉ đạo các trường học ở 36 phường xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch, lịch trình cụ thể về các địa điểm tham quan, trải nghiệm di sản. Cái bước đầu là mình tổ chức cho các em vào trực tiếp tham quan, và bước thứ hai là mình sẽ nghiên cứu những cái giáo trình, những cái tài liệu. Đấy. Rồi những cái không phải bằng giấy không, mà bằng clip, bằng hình ảnh, bằng những cái mà ngân hàng về câu hỏi, bằng cái những cái trò chơi mà ứng dụng công nghệ để mình truyền tải trực quan đến cho các cháu. Thì chúng tôi hy vọng với những cái bước đi đấy thì cái mà mình, cái sứ mệnh của Thừa Thiên Huế là bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa và di sản Huế. Chúng tôi phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, với Sở Văn hóa Thể thao và các đơn vị liên quan để phối hợp tổ chức các cái hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động tổ chức các cái liên hoan để câu lạc bộ và mở rộng các cái câu lạc bộ trong trường học, như là câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ là bảo tồn di sản Huế, câu lạc bộ là ca Huế, để chúng ta vừa là phát huy vừa bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất cố đô, để trong cái xu thế phát triển và hội nhập thì chúng ta vẫn phát huy được những cái thế mạnh của học sinh Thừa Thiên Huế. Chương trình giáo dục di sản được lãnh đạo địa phương đánh giá có ý nghĩa tích cực trong việc giáo dục kiến thức và ứng xử với di sản văn hóa cho thế hệ trẻ. Hoạt động này cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực, có phần đổi mới phương pháp dạy học, gắn lý thuyết với thực tiễn và giúp học sinh hiểu hơn về di sản Huế. Hướng đến mục tiêu hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình cải thiện điều kiện sống, góp phần bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp triển khai chương trình bếp đun cải tiến tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước tại 30 tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có Thừa Thiên Huế.
mô hình mới được hội viên đón nhận rất nhiệt tình bởi những hiệu quả thiết thực mang lại cho cuộc sống và sức khỏe cho gia đình, cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Không còn chật vật với mỗi lần nấu nướng với bếp củi đầy khói, căn bếp nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Anh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền giờ đây đã thông thoáng hơn nhiều khi sử dụng bếp Ecogen được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng. Từ ngày sử dụng bếp mới, thời gian nấu thức ăn rút ngắn hơn nhiều, giảm 50% nhiên liệu so với trước đây và đặc biệt là rất ít khói so với bếp kiêng thường dùng. Tiền tiền hơn nữa bỏ một cũng được. Nhưng như đem vô nhà được chứ con cái bếp tí đâu phải bỏ ngoài thì mới bếp tí cái nên đem vào đây được đấy. Luộc đồ bỏ trên cao cũng được. Chứ cái tí là phải bỏ ngoài bếp thôi. Làm riêng cái bếp rơi ngoài nữa, dùm là gió là khỏi cái mắc bụi bặm như cái nên sạch. Ơn là công ty Hội Phụ nữ Việt Nam đã tặng cho gia đình tôi cái bếp để nấu ăn tiện lợi hơn. Còn đây là chiếc bình lọc nước Istaco với khả năng loại bỏ hoàn toàn 99,99% vi khuẩn với cách sử dụng vô cùng đơn giản. Người dùng chỉ cần đổ nước máy vào bình và chờ nước thẩm thấu qua lớp lõi dày là đã có nguồn nước sạch an toàn để sử dụng cho cả gia đình. Bà Trần Thị Siêm là một trong những gia đình chính sách được nhận bình lọc nước do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng. Gia đình neo đơn, tuổi đã cao nên từ ngày có bình lọc nước đã giúp bà vơi đi phần nào những vất vả trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong những ngày mưa lũ. Được Hội Phụ nữ quan tâm cho mẹ cái bình là mẹ khỏi nấu và từ lọc mà uống này, nhất là cái đợt mưa lụt. Mưa lụt lắm cũng cụ cụi nấu là mẹ cái đổ trong bên mẹ dự trữ mẹ uống đó thế. Nên chứ mẹ cũng là cảm ơn là sự quan tâm của Hội Phụ nữ là cho mẹ cái bình thoát được cái cảnh mà nấu nướng. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai chương trình tại 9 đơn vị huyện, thị và thành phố với số lượng cấp phát là 40.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng và 12.000 bình lọc nước. Các hộ được cấp phát là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ hội viên phụ nữ đang sử dụng bếp củi truyền thống và có nhu cầu chuyển sang bếp tiết kiệm nhiên liệu. Những gia đình chưa tiếp cận được với nguồn nước an toàn và hợp vệ sinh. Qua quá trình sử dụng, các gia đình đều có những phản hồi tích cực về hiệu quả đem lại từ bếp đun tiết kiệm nhiên liệu và bình lọc nước. Những sản phẩm này đã giúp cuộc sống của các gia đình thuận tiện hơn rất nhiều, hạn chế khí thải, bảo vệ môi trường tốt hơn. Sau khi mình nhận được cái bình lọc nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và công ty trao tặng thì đại đa số các cái hộ dân sử dụng thì cảm thấy rất là hài lòng và cái hiệu lực hiệu quả của cái bình lọc nước được phát huy, đặc biệt là trong cái thời gian mà lụt bão xảy ra thì cái bình lọc nước phát huy cái hiệu quả rất là tích cực, là tạo được cái nguồn nước sạch an toàn hợp vệ sinh cho những cái đối tượng mà sử dụng. Phụ nữ luôn là nhân tố quan trọng trong việc triển khai các phong trào, đặc biệt là các hoạt động về bảo vệ môi trường. Cùng với việc thực hiện hiệu quả của vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, chương trình cấp phát bếp đun cải tiến, tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước đã giúp các hộ dân có những chuyển biến tích cực về hành vi và ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, bảo vệ sức khỏe và hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, ngày càng phát huy hơn nữa vai trò của cả cấp hội viên phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.